ok mày gặp nha. Dạo này ông ít quan tâm mình và có những hành động lạ, phải cho ông biết tay. Ủa, có bao giờ em đi về khuya đâu, sao nay giờ về khuya vậy? Em đi gặp đối tác. Đi đâu mà mặc đồ ở trên ở dưới vậy? Thôi đứng đó đi, chở đi. Phụ nữ phải biết khiến mình trở nên đủ ẩn và mới mẻ thì mới khiến người đàn ông của mình nên được.